Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, siêu điệp viên của Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, sinh năm 1927 tại tỉnh Đồng Nai, mất năm 2006. Phạm Xuân Ẩn tài giỏi đến mức ông trở thành nhân vật được chèo kéo của nhiều cơ quan tình báo, kể cả CIA. Với mật danh X6, ông đã thâm nhập và làm bạn tri kỷ với các tướng lĩnh, trùm an ninh mật vụ cả ở Mỹ và Sài Gòn, cũng như các chính khách chóp bu của chính quyền Sài Gòn để khai thác những thông tin tuyệt mật mang tầm chiến lược. Ông đã bí mật gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, trong đó bao gồm tài liệu nguyên gốc đã được sao chụp và các thông tin mà ông thu lượm được cùng phân tích cũng như những nhận định của bản thân. Ông đã góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử của dân tộc ta như trận ấp Bắc năm 1963, trận Khe Sanh 1968, trận Đường Chín Nam Lào 1971, đồng thời đập tan kế hoạch chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt,